Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại kênh Nhà đẹp 274 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Nhà Phương Đông. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một mẫu nhà mới. Mẫu nhà một tầng mang mã số BT19158. Đây là mẫu nhà đã được chúng tôi thực hiện và chia sẻ lại hồ sơ thiết kế phần kiến trúc với chi phí rất ưu đãi, chỉ 2 triệu 999.000 đồng. Thay vì bỏ ra số tiền lớn, gấp rất nhiều lần, thì nay các bạn đã có thể sở hữu ngay một phần hồ sơ thiết kế chất lượng mà chi phí rất tiết kiệm. Vậy có gì ở mẫu nhà này? Xin mời các bạn cùng theo dõi video. Hình ảnh các bạn đang xem là phối cảnh tổng thể nội thất với kích thước phủ bì tường chiều rộng là 10m, chiều sâu là 15,8m. Diện tích sử dụng là 147m2. Ngôi nhà được bố trí với một phòng khách, một phòng thờ, 3 phòng ngủ, một phòng bếp và 2 vệ sinh. Bước lên sảnh chính, phòng thờ là không gian đầu tiên nhìn thấy khi bước vào, diện tích 18,5m2, bàn thờ thiết kế đặt chính giữa, hướng ra cửa chính, vị trí trang trọng tôn nghiêm. Khu vực bên phải là phòng khách, diện tích 21,5m2, hai không gian thiết kế liên thông với nhau, vừa thuận tiện trong sinh hoạt, vừa mở rộng tối đa diện tích sử dụng. Bên trái phòng khách thiết kế có thêm lối tiếp cận, đây là một sảnh phụ kết hợp mái che, tạo thành khu vực ngồi chơi thư giãn. Kết nối các không gian trong nhà là một trục hành lang giao thông ở giữa, trong đó, bếp ăn được bố trí phía sau phòng thờ, diện tích 24m2, không gian rất rộng rãi. Ở cuối hành lang giao thông là cửa hậu đi ra phía sau nhà, tại đây, chúng tôi thiết kế để lại khoảng 1,5m đất, được dùng để bố trí sân phơi quần áo và để xe máy của gia đình. Mỗi nhà sở hữu 3 phòng ngủ, diện tích 14-18m2 một phòng. Các phòng ngủ đều có hướng tiếp cận từ trục hành lang giao thông ở chính giữa. Trong đó, phòng ngủ có diện tích rộng và thoáng nhất, được thiết kế khép kín có vệ sinh riêng, vệ sinh góc cuối nhà, diện tích 4,5m2. Các không gian còn lại sử dụng một vệ sinh chung, diện tích 4,5m2, vị trí sát với vệ sinh riêng, tạo thành cụm kỹ thuật, rất thuận lợi cho việc xử lý đường ống cấp thoát nước. Như vậy, qua hai phối cảnh nội thất các bạn vừa xem, chúng tôi đã giới thiệu khá chi tiết cách phân chia công năng của mẫu nhà này. Tiếp theo, xin mời các bạn xem đến thiết kế ngoại thất của công trình. Hình ảnh chúng ta đang theo dõi là góc phối cảnh hướng nhìn từ phía cổng chính đi vào. Dễ dàng có thể nhận thấy, công trình được thiết kế theo kiểu kiến trúc tân cổ điển, với diện mạo nổi bật và thu hút, ngôi nhà tạo ấn tượng mạnh cho bất cứ ai khi ngắm nhìn. Đây là một sự kết hợp rất tinh tế giữa đường nét kiến trúc tân cổ điển và sự phóng khoáng của phong cách hiện đại. Nền nhà có độ cao tương ứng với 5 bậc đi lên, chân tường ốp đá mát bổ tối màu sang trọng. Toàn bộ công trình phủ lên mình màu sơn trắng sứ, màu sắc nhẹ nhàng thanh thoát. Một số vị trí ở cổ mái và tam giác thu hồi được phối màu ghi đậm như phối cảnh, tạo độ nhám cho bề mặt tường, màu sắc tương phản, giúp công trình nhìn bắt mắt hơn. Toàn bộ phần cửa được sử dụng là hệ thống cửa kính khung nhôm nhập khẩu. Riêng cửa đi chính đại hội thiết kế chất liệu gỗ tự nhiên, sơn màu cánh gián là một điểm nhấn đắt giá cho mặt tiền ngôi nhà. Tổng quan chung, ngôi nhà là sự kết hợp hài hòa từ màu sắc đến hình khối, toát lên vẻ đẹp quý phái và sang trọng, mang lại một ấn tượng sâu sắc trong mắt người nhìn. Chi phí thi công được chúng tôi tạm tính khoảng 1,1 tỷ đồng. Giá dự toán đưa ra có thể thay đổi theo từng điều kiện địa phương nên các bạn cần lưu ý. Sau đây, xin mời các bạn xem thêm các góc nhìn phối cảnh khác để ngắm tổng quan ngôi nhà. Vừa rồi là những chia sẻ về mẫu nhà một tầng mang mã số BT19158. Nếu các bạn thấy đẹp và phù hợp với những ý tưởng cho ngôi nhà tương lai của mình, thì hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn về hồ sơ mẫu nhà này nhé. Xin nhắc lại, chỉ với 2 triệu 999.000 đồng, các bạn đã sở hữu ngay bộ hồ sơ phần kiến trúc thi công của mẫu nhà này. Hồ sơ bao gồm đầy đủ ảnh 3D ngoại thất, 3D nội thất và các bản vẽ kích thước của ngôi nhà từ chi tiết chiều cao, chi tiết mặt bằng, chi tiết mặt đứng cho đến các chi tiết phào chỉ, chi tiết cột, chi tiết cửa,
vân vân. Tổng quan chung là hồ sơ kiến trúc đầy đủ chi tiết để các bạn cùng tham khảo đấy ạ. Hãy liên hệ cho chúng tôi theo số điện thoại trên màn hình nếu bạn cần tư vấn. Đừng quên nhấn nút theo dõi kênh để cập nhật những mẫu nhà mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau.